Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Quý vị đang theo dõi phóng sự đặc biệt về chuyến đông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Phi Luật Tân. Kính thưa quý vị và anh chị em, ngày thứ Năm 15 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã đáp một chuyến phi cơ của hãng hàng không Sri Lanka để bay từ Colombo sang Manila trên chuyến bay kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ với 76 ký giả tháp tùng. Đức Thánh Cha đã có cuộc họp báo bàn về một loạt những vấn đề tự do về ngôn luận, báo chí cho đến thông điệp Ngài sắp công bố về môi sinh, vấn đề hòa giải tại Sri Lanka và nạn lạm dụng trẻ em. Chống lạm dụng tự do ngôn luận để mạn lị tôn giáo. Trả lời câu hỏi của một ký giả Pháp, xin Ngài nhận định về những vụ khủng bố gần đây tại Paris và tương quan tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Đức Thánh Cha nói, cả hai tự do này đều là những quyền căn bản của con người. Kẻ nào chủ trương giết người nhân danh Thiên Chúa thì rơi vào lầm lạc, và những kẻ nào xúc phạm tôn giáo nhân danh quyền được nói những gì mình muốn cũng là sai lầm. Về tự do ngôn luận, mỗi người không có những tự do và có quyền, nhưng còn có nghĩa vụ nói về điều mà mình nghĩ có thể giúp xây dựng công ích. Nếu một đại biểu không nói điều mà họ nghĩ là con đường chân thực phải theo, thì không cộng tác vào công ích. Nhưng chắc chắn là không thể dùng bạo lực để phản ứng lại những sự xúc phạm, nhưng cũng không thể khiêu khích, không thể mạ lị tín ngưỡng của người khác, không thể chế nhạo đức tin, vì tự do ngôn luận có một giới hạn, đó là phẩm giá của mỗi tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, người ta có nguy cơ bị những phản ứng xấu khi lăng mạ điều thánh thiên đối với người khác. Tương tự như thế, người ta có nguy cơ trở thành nạn nhân của thiên nhiên khi khai thác thiên nhiên thái quá. Thông điệp về môi sinh. Đó cũng là một đề tài được đề cập đến trong cuộc họp báo. Thông điệp về môi sinh mà Đức Thánh Cha loan báo sẽ công bố. Thông điệp này sẽ hoàn tất vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Ngài cho biết, cuối tháng 3 sắp tới, Ngài sẽ dành một tuần để kết thúc dự thảo thông điệp. Sau dự thảo thứ nhất, do Đức Hồng Y Tusson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đệ trình cho Ngài. Ngài đã duyệt lại dự thảo thứ hai với sự cộng tác của các chuyên gia, và dự thảo thứ ba được soạn với sự đóng góp của các nhà thần học và những đóng góp xây dựng khác từ Bộ Giáo lý Đức Tin, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Linh mục Thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng. Thông điệp này sẽ là một đóng góp cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Paris về việc bảo vệ môi sinh. Hội nghị thượng đỉnh lần trước tại Peru đã làm Ngài thất vọng vì thiếu can đảm. Phong thánh theo thể thức tương đương. Được hỏi về việc phong thánh ở Sri Lanka, Đức Thánh Cha giải thích tại sao gần đây Ngài dành ưu tiên cho việc hiển thánh theo thể thức tương đương, trong trường hợp đó là những vị chân phước đã được tôn kính từ nhiều thế kỷ, như trường hợp chân phước Joseph Vaz Tondo tại Sri Lanka. Còn trong trường hợp các chân phước Angela de Foligno, Piera Fare S.J., Anchita S.J. và những vị khác, Ngài quyết định phù hợp với quan điểm của Ngài, tông huấn niềm vui phúc âm, Evangelii Gaudium. Ngài muốn những nhà truyền giáo. Cũng vậy, trong cuộc viếng thăm vào tháng 9 tới đây tại Hoa Kỳ, Ngài sẽ phong hiển thánh cho chân phước Junipero Serra dòng Francisco, là vị đã mang tin mừng vào miền Tây nước Mỹ, chống lạm dụng trẻ em trong các vụ khủng bố tự sát. Đức Thánh Cha mạnh mẽ chống lại việc lạm dụng ngày càng gia tăng đối với các trẻ em nam nữ trong các vụ khủng bố tự sát. Một thảm trạng cũng đã từng xảy ra tại Sri Lanka trong thời nội chiến. Ngoài những vấn đề tâm lý, Đức Thánh Cha coi đó là một sự thiếu quân nơi những người tự sát để giết người. Một kẻ khủng bố tự sát là một người hiến mạng sống, nhưng làm không đúng, trái ngược với tấm gương của bao nhiêu thừa sai cũng hiến mạng sống, nhưng là để xây dựng. Vì thế, đối với Đức Giáo Hoàng, đặt bom ở lưng một trẻ em không là gì khác hơn là một cách thức kinh khủng biến em ấy thành một nô lệ. Vatican có thể bị khủng bố,
trả lời câu hỏi về vấn đề có thể có khủng bố đến chính bản thân Ngài và Vatican không? Đức Thánh Cha mỉm cười nói, Ngài chỉ sợ cho sự an toàn tính mạng của những người đến với Ngài. Ngài cho biết là Ngài đối đầu với hiểm nguy này bằng một liều vô thức. Cách tốt nhất để đáp lại bạo lực là sự dịu dàng. Viến thăm chùa Phật giáo, trả lời câu hỏi tại sao Ngài bất ngờ đến viếng chùa Phật giáo chiều ngày thứ Tư 14 tháng Giêng năm 2015 ở Colombo, Đức Thánh Cha cho biết, đó là một cuộc viếng thăm đáp lễ đối với vị sư trụ trì chùa ấy. Vị sư đã ra phi trường chào đón Ngài. Ngoài ra, Ngài cũng muốn nhìn nhận ra giá trị của sự liên tôn. Đặc tính này cũng được biểu lộ ở đền thánh Đức Mẹ Matthu ở miền Bắc Sri Lanka. Đây không phải chỉ là nơi gặp gỡ và cầu nguyện của các tín hữu công giáo mà thôi. Ủng hộ Ủy ban Sự thật và Hòa giải. Được hỏi về việc Ngài ủng hộ Ủy ban Sự thật và Hòa giải trên thế giới như Ủy ban ở Sri Lanka, Đức Thánh Cha cho biết, ở Argentina, Ngài cũng đã từng ủng hộ tất cả những cố gắng quân bình giúp mọi người đồng ý với nhau và không tìm kiếm sự báo thù. Đức Thánh Cha nhắc lại lời tân Tổng thống Sirena của Sri Lanka và cho biết Ngài ngưỡng mộ ý tưởng của Tổng thống muốn đi đến cùng công việc kiến tạo hòa bình và hòa giải, nhất là kiến tạo sự hòa hợp nơi dân chúng ở Sri Lanka. Nhưng để đạt được mục tiêu này, cần phải đi vào tâm hồn dân chúng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudator Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.